Màn hợp tác với Suga còn chưa nguội, Yêu đã có cú bắt tay tiếp theo. Lần này là Yêu sẽ tiếp tục có thêm màn hợp tác mới trong vai trò đặc biệt cùng. Trong nửa đầu năm 2020, Top đã chứng kiến không ít màn kết hợp đặc biệt với những sản phẩm tuyệt vời. Trong số đó không thể không nhắc đến em gái quốc dân Yêu và Suga, BTS, với sản phẩm S. Ca khúc nhanh chóng làm mưa làm gió oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc trong lẫn ngoài nước. Hiện tại S vẫn còn đang giữ thứ hạng ổn định trên các trang âm nhạc thịnh hành. Ca khúc S vẫn còn chưa hết hot. Yêu đã tiếp tục có dự án kết hợp mới hứa hẹn cũng sẽ bùng nổ không kém. Đó chính là Yêu sẽ hợp tác với Gia, Brand Eyed Girls, với vai trò đặc biệt rất đáng mong chờ. Cụ thể, báo Hàn đưa tin phía công ty đã xác nhận Yêu sẽ hợp tác với Gia, Brand Eyed Girls, với vai trò đặc biệt chính là tham gia sáng tác viết lời. Gia của nhóm Brand Eyed Girls sẽ trở lại solo vào tháng 6 sắp tới. Đây sẽ là sản phẩm solo đầu tiên của cô ấy trong một năm kể từ single New Self được phát hành vào tháng 6 năm 2019. Gia hiện đang trong giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị phát hành album. Yêu cũng sẽ tham gia vào quá trình đó với tư cách một nhạc sĩ sáng tác lời bài hát. Việc Yêu sẽ hợp tác với Gia, Brand Eyed Girls, với vai trò đặc biệt khiến fan rất háo hức. Khi được biết Yêu sẽ tham gia viết lời cho Gia, khán giả nghĩ rằng bài hát sẽ đầy cảm xúc với ca từ ý nghĩa, nhẹ nhàng cùng giai điệu ballad chậm, dịu dàng. Đây không phải là lần đầu tiên Yêu viết lời bài hát, nên các fan cũng đã trông chờ tài năng sáng tác lời của cô nàng một lần nữa được phát huy. Trước đó, khán giả cũng đã rất yêu thích những lời bài hát mà Yêu tự viết cho các ca khúc của mình, cũng như của một số nghệ sĩ khác. Màn kết hợp của Yêu cùng Gia, Brand Eyed Girls, với vai trò đặc biệt này hứa hẹn sẽ là một sản phẩm để lại nhiều ấn tượng trên đường đua pop tháng 6 sắp đến. Hãy cùng chờ đợi và ủng hộ sản phẩm kết hợp của Yêu và Gia, Brand Eyed Girls.